Rùa đầu to. Loài bò sát bất thường này không thể rút đầu vào vỏ, có thể leo lên các bụi cây và thậm chí cây cao. Để làm điều đó, rùa sử dụng mũi và chiếc đuôi, thứ có thể đạt đến chiều dài bằng cơ thể của nó. Nếu cảm thấy bị đe dọa, con vật sẽ không ngần ngại sử dụng bộ hàm mạnh mẽ của mình, vậy nên hãy giữ khoảng cách nhé. Rùa lá Mata Mata vốn là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất từng có. Loài rùa này sống dưới đáy suối cạn, cái đầu hình chiếc lá, vặt da gồ ghề và mai dẹt giống như vỏ cây, giúp con vật trà trộn vào môi trường xung quanh. Loài bò sát này có vô số tên như mũi kim hay đầu lá. Hàm của nó không thể nhai được, đó là lý do tại sao Mata Mata mở rộng miệng để tạo khoảng không giúp hút cá vào trong. Quái vật Gila là một trong số ít các loài thằn lằn có nọc độc, nó không thích bị làm phiền. Gila có thể bám vào chân hoặc cánh tay của kẻ xâm nhập nhanh như chớp và ghim chặt với lực rất lớn. Dù không có răng nanh, nhưng quái vật Gila biết cách phát nọc độc của mình. Cách duy nhất để bạn thoát khỏi con thằn lằn là nhấn chìm nó xuống nước. Rùa cá sấu. Đây là loài rùa nước ngọt lớn nhất và là một trong những loài hung ác nhất. Loài bò sát mang vẻ kỳ quái này có mai hình nón và mũi nhọn. Nó có thể bẻ đôi cán chổi ngay lập tức. Một con rùa quái vật 16 tuổi tại thủy cung Chicago nặng tới 113 kg, bằng một con cấu trúc khổng lồ. Thằn lằn đốm Mexico. Đây là một loài thằn lằn có nọc độc khác sống ở Trung và Tây Bắc Nam Mỹ. Nó có hàm răng sắc như dao, cùng bộ hàm chắc khỏe, nên việc đến gần nó không phải là một ý hay. Thằn lằn đốm có nọc độc ở các rãnh trong răng, đuôi chiếm gần 50% toàn bộ chiều dài của con vật. Rùa mai mềm. Hình dẹt khác thường của nó có vẻ kỳ lạ đối với một số sinh vật lanh lợi, nhưng đó là điều khiến loài rùa này trở thành vận động viên bơi lội tuyệt vời. Bù đắp cho thiếu sót về vỏ là khả năng cắn rất mạnh. Khi đi săn, nó trốn trong cát và chờ đợi khi thời điểm chín muồi, con rùa tấn công với hàm răng sắc nhọn. Rắn lục Russell. Loài bò sát này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan, còn được gọi là rắn lục xích. Nó trở nên siêu hung ác khi cảm thấy bị dồn vào chân tường. Dù không quá lớn, nhưng rắn lục rất nhanh, mạnh và lanh lợi. Tiếng rít của nó cũng lớn nhất trong tất cả các loài rắn. Kida Songnin. Loài thằn lằn này có khả năng cắn mạnh và thường săn cá sấu con. Không có gì lạ khi một số con Kida Songnin có thể dài tới 3 mét. Khi bị cảm thấy đe dọa, con vật có thể cuốn rất chặt và sẽ không thả con mồi ra đâu. Kida Malayan Water Monitor. Loài thằn lằn nặng thứ hai trên thế giới này sống ở các đầm lầy và sông sâu tại Đông Nam Á. Chúng có hàm răng dài, sắc và cong ngược kỳ lạ. Nếu một người rơi xuống nước bị theo đuôi bởi vài con kỳ đà đang đói, cái kết sẽ rất tồi tệ. Con kỳ đà Malayan Water Monitor lớn nhất được tìm thấy ở Sri Lanka, dài hơn 3 mét và nặng gần 68 kg. Kỳ đà xanh thường được nuôi làm thú cưng. Loài thuộc họ thằn lằn này ít gây hại cho con người nhất. Chúng không thường xuyên cắn, nhưng nếu đã cắn thì chúng sẽ dùng hàm răng cực sắc nhọn. Những chiếc răng này được thiết kế để xé thực vật, nhưng con vật cũng không ngần ngại dùng chúng để tự vệ. Rắn nâu phương Đông. Loài rắn mảnh khảnh nhưng có nọc độc cực mạnh này là thủ phạm gây ra hơn 3/4 vụ rắn cắn ở Úc. Loài bò sát này hoạt động vào ban ngày, di chuyển nhanh và rất cảnh giác. Dù đầu và răng nhỏ xíu, nhưng cũng không ngăn được nó lao vào những sinh vật to lớn hơn mình rất nhiều, chẳng hạn như con người. Rùa da. Đây là loài lớn nhất trong số các loài rùa sống và nặng thứ tư trong các loài bò sát hiện đại. Rùa da cũng có chân trèo đồ sộ nhất trong tất cả các loài rùa biển. Chân trước có thể đạt chiều dài 3 mét. Trong tự nhiên, loài này sống tới 50 năm. Bên trong cổ họng của nó là vô số gai nhọn hướng về phía sau để giữ con mồi và không cho nó thoát. Rắn mũi thương. Đây là một trong những loài rắn lục có nọc độc mạnh nhất. Trong tiếng Tây Ban Nha, loài rắn này được gọi là cằm vàng. Loài này không chỉ có hai chiếc răng nanh di động, mà còn có một cơ quan cảm ứng nhiệt giúp nó nhắm mục tiêu tấn công. Kida cá sấu. Đây là một trong những loài thằn lằn dài nhất thế giới. Lưỡi của chúng bị chẻ đôi như rắn. Hình dạng này giúp thằn lằn xác định vị trí của các động vật khác qua mùi hương của chúng. Kida có răng dẹt với các răng cưa và vết cắn của nó tương tự như cá sấu. Đây chính là nguồn gốc tên gọi của chúng. Chúng dùng đuôi dài và chắc để trèo lên xuống trên cây. Rắn Taipan nội địa. Loài rắn sống ở Úc này được coi là loài có nọc độc mạnh nhất hành tinh. Dù chỉ một vết cắn của loài bò sát này đã đủ giết 250.000 con chuột hoặc 100 người trưởng thành, nhưng nó sẽ không vồ lấy bạn mà không có lý do. Taipan thay đổi màu sắc theo mùa, màu sáng hơn vào mùa hè để không bị quá nóng, và đậm màu hơn trong mùa đông để tích tụ nhiều nhiệt hơn.
Rồng Komodo. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới sống ở Indonesia. Khi đói, nó thường đi lại giữa các đảo và có thể được nhìn thấy cách bờ nhiều km. Các nhà khoa học nghĩ rằng rồng Komodo có thể ăn những con voi lùn hiện đã tuyệt chủng trên đảo. Komodo cũng có thể tiêu thụ khối lượng thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể mình chỉ trong một bữa. Rắn Mamba đen. Loài rắn này không chỉ có nọc độc mạnh mà còn cực kỳ nhanh. Nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 19 km/h. Cái tên của nó xuất phát không phải từ màu da, thường là màu xám hoặc ô liu, mà là từ màu xanh đen bên trong miệng. Vết cắn của Mamba đen gần như luôn gây chết người. 20 phút là đủ để nọc độc phát tác. Cá sấu Cayman đen. Cá sấu Cayman đẻ từ 10 đến 60 quả trứng mỗi lần, mỗi quả nặng tới 142 gram. Những con vật này săn mồi vào ban đêm, kết hợp thói quen này với màu tối và môi trường tối xung quanh, hiển nhiên con mồi ít khi nhận ra sự xuất hiện của chúng. Hàm của loài bò sát này rất mạnh, có thể cắn vỡ vỏ rùa chỉ với một ngoạm. Rắn hổ mang chúa. Đây là loài rắn độc dài nhất và nọc độc của chúng cũng nằm trong số độc nhất thế giới. Rắn hổ mang chúa có màng ngang đầu và sẽ xòe chúng ra khi cảm thấy bị đe dọa. Con rắn lớn nhất được phát hiện dài 5,8 mét, gần bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Cá sấu nước mặn. Đây là loài bò sát hiện đại đồ sộ nhất. Những con đực lớn nhất có thể nặng 1.500 kg, bằng một con hà mã nhỏ. Con cái thường nhỏ hơn 2-3 lần. Những tay săn mồi siêu hạng này có vết cắn mạnh nhất trong số các loài bò sát. Chúng săn mồi bằng cách trốn ở bờ sông và chờ động vật đến uống nước để tấn công. Chúng cũng không ngần ngại tấn công con người. Chăn gấm. Loài bò sát dài nhất thế giới này sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Nó chủ yếu ăn động vật có vú, từ loài gặm nhấm nhỏ đến lợn và hươu khá lớn. Nó săn mồi vào ban đêm, di chuyển dễ dàng trên nền đất không bằng phẳng và trườn qua cây. Điều nguy hiểm nhất về con chăn này là khả năng siết con mồi không thể thoát ra. Chăn xanh Nam Mỹ. Đây là loài rắn lớn nhất trên hành tinh xét theo tỷ lệ chiều dài với trọng lượng. Tiêu bản trung bình có thể không dài nhất thế giới, nhưng đường kính khổng lồ khiến nó nặng gấp đôi chăn gấm. Loài bò sát này khá vụng về khi trên cạn, nhưng lại di chuyển nhanh và mượt mà khi ở dưới nước. Nó cũng có thể nằm chờ hàng giờ ở trạng thái gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Titanobo. Đây là loài rắn lớn nhất từng sinh sống trên trái đất. Sinh vật đã tuyệt chủng này sống cách đây khoảng 60 triệu năm. Các chuyên gia cho rằng loài bò sát khổng lồ này có thể có tới 250 đốt sống. Titanobo dành phần lớn thời gian ở dưới nước. Kích thước của chúng sẽ khiến việc sống trên cạn là không thể hoặc cực kỳ vụng về. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!